Nói nhưng mà bay bay sẽ kiện hơi bị đông đó. Nhưng mà bay bay nhưng mà nhỏ một cỡ này đó, không có nhưng mà cỡ này đó không có con cá sấu hả? Đúng rồi, cái mạng này nó không có cá sấu bảo vệ cho mình nha. Không có cá sấu đâu. Được tặng một cái cây zombie nó xuất hiện gì đâu, mình nhanh như ga vậy các bạn. Trời ơi, zombie không lâu xuất hiện luôn rồi, không ơi, quá nguy hiểm, phải cho nó một cái cây nữa. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái level 15 nha các bạn. Nhưng hồi bữa lần trước mình cũng có nói rồi đó, là mình quay video cứ liên tục qua cái lá cắt level như thế này thì không biết các bạn xem có bị nhàm chán không. Nếu mà bạn nào cảm thấy video bị nhàm chán thì các bạn có thể đóng góp bình luận dưới phần video cho mình nha. Mình sẽ cải tiến để cho video ngày càng chất lượng hơn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Rồi, bạn nào nếu mà chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái level 15 các bạn ơi. Đây. Level 15 này là gì đây? Sinh tồn và tiêu diệt gì đây? Quả thế bấm gì vậy? Chọt vô nghi chăng đó đó. Nói chung cái nhiệm vụ của mình hôm nay là bảo vệ hai cái góc chuối các bạn ơi. Đó là con sông zombie đội dù. Không này. Ê bậy. Ba. Cái gì? Nè. Zombie chuồn chuồn. Zombie ăn chuồn hả? Ok. Rồi, ok, let's go thôi các bạn ơi. Nó cầm cái gì vậy? Nó cầm cái nó đang cổng con zombie đó, vậy không thấy hả? Hả? Đây, bây giờ mình sẽ mua qua hướng dương nha. Đặt ngay mấy cái vị trí này làm như cái hoa hướng dương đó nó xịn hơn thì phải. Lúc mình vừa đặt xuống cái là có tiền liền các bạn. Còn mình đặt chỗ khác không biết có tiền không, để mình thử một cái coi. Thử một cái coi. Ý lộn. Bậy rồi. Giờ mình sẽ thử một cái ra phía ngoài có không. Đó, nếu các bạn đặt phía ngoài là không có tiền nha. Mình phải đặt ở trong đó nó mới có tiền. Mình đọc chiêu vậy đó. Chỉ cần chọt vô cái là có tiền liền. Làm như nó cũng thử thách cho mình. Ê! Gì vậy Quý? Trời ơi Quý. Quý làm ba hết hồn Quý. Trời ơi trời. Cái trận chiến này nó rất là quan trọng. Cái gì vậy? Ba không cho con bấm. Vì bấm cái gì? Bấm cái hướng dương phải không? Rồi đó bấm đi. Dạ. Ôi trời ơi, mà hướng dương bấm thì nói đi cái gì cơ. Rồi à, tới hồi nữa à, hai đứa có công giành lộn một hơi là lu su nữa à. Thôi. Trời. Ừ, trời. Quay mà quậy kiểu này mà sao mà thắng trận nổi, chắc thằng này thua nữa quá. Nè, bấm đi, còn nhóc đó bấm đi. Cho bấm nha. Bấm hờ và thua luôn nè, rồi ngưng nữa cho ba đánh zombie cái coi. Ba. Trời. Yeah. Ôi ôi trời. Yeah. Cho một cây súng điện ở đây luôn. Yeah. Đó, súng điện rồi. Yeah. Trời, trời hú hồn à, một tí xíu nữa thôi là tiêu tấn đường với cây này rồi nè. Cái con zombie này nó cầm cây len là nó xúc cây của mình đi đó. Bấm rồi không có đơn giản đâu. Ê, nói chung zombie giật này xuất hiện hơi bị đông các bạn ơi. Nó là con cái zombie chuồn chuồn đây. Thêm một cây ở đây luôn, thêm một cục lửa ở đây luôn. Nhóc hết trơn này không chịu bấm đi, gần ngỡ đó mà lao qua lao hoài. Cản trở cục đá cái này sẽ an toàn. Đây hai con zombie cầm dù mới vừa giới thiệu rồi nó bị cái cây phóng điện phóng đen hù lùi rồi các bạn ơi. Ây da, có cái mùi gì hơi bị thui thúi. Rồi mỗi lần mà video mà nó xuất hiện cái bảng đó xuống rồi mình thấy không khoái các bạn ơi. Không biết các bạn xem cái video mà đang vậy có bực xuống vậy, các bạn có bực mình không? Nếu có bực mình thì các bạn thông cảm giùm nha. Do bình luận viên vi của mình nó hơi bị quậy các bạn ơi. Rồi ok, như vậy là mình đã qua được cái level này rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái chuyến level kế thôi. Nó tặng cho mình một cái bản đồ đi đâu nè. Ủa hả? Chả biết luôn. Nè, ủa hả? Nè,
sao có bản ba đồ khô báu nè. Nhỏ không cho, hồi sao ba không cho tắm. Rồi next level. Next level có màu 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 nâu nâu á. Next level nè. Next level là gì? Next level tức là next là qua đó, còn level là cái cấp đó, là qua cấp mới đó. Ủa tâm bi gì vậy? Con tâm bi nó bị chọc đầu chứ gì đâu. Nó ra nó nói chuyện với ông chú có gầu nè. Xong rồi đó. Cái gì nè? Chiến đấu với thành phố đã mất với cái gì đây nè. Rồi rồi, trận này chắc có thể tiêu nè. Nói chung không biết tiếng Anh luôn các bạn ơi. Thì cứ vô trận coi nó có gì trong nha. Ok, chiến này có zombie khổng lồ xuất hiện kìa. Đây, đặt một con này vào. Hai con. Nhưng mà ở đây hỏi cần cộng quá nhung hả? Con mà hỏi cần cộng quá nhung hả? Đúng con, ừ. Hỏi cần cộng quá nhung, trời ơi. Rồi. Tao khoan quá nhung. Sao nó không ra sẵn cho mình nó ra gì mà lẻ tẻ gì không biết. Ông bà bơi qua nhau mà cái con này nó bắn gần hai cột. Con đó nó bắn gần hai cột rồi. Kìa, zombie xuất hiện kìa. Nó xuất hiện một lần hai cái dù mới ghê đó. Nó bấm lại nè. Đó, đó, cái này nó ra nguyên một nồi kìa. Ây da, quên. Trời, sao nó xuất hiện nhanh thế. Kìa, cái con zombie cầm len xuất hiện nữa kìa. Nói nhỏ xuất hiện hơi bị đông đó. Nhưng mà bay bay nhưng mà nhỏ một cỡ này đó không có, nhưng mà cỡ này đó không có con cá sấu mà. Đúng rồi, cái mạng này nó không có cá sấu bảo vệ cho mình nha. Không có cá sấu mà. Được tặng một cái cây zombie nó xuất hiện gì đâu mà nhanh như gà vậy các bạn. Trời ơi, zombie khổng lồ xuất hiện luôn rồi. Phúc ơi, quá nguy hiểm, phải cho nó một cái cây núi lửa thôi. Nè, zombie khổng lồ nè. Ôi trời ơi, cho nó một cái bom cherry đi, cho nó nổ banh xác con này. Ôi trời ơi, một chiếc lá nữa các bạn ơi, cứu tinh. Cái gì mà ông xùm hết trơn vậy? Trời ơi, 4 nổ con zombie khổng lồ luôn nè, nguyên hạn zombie khổng lồ luôn rồi. Quá nguy hiểm. Con zombie khổng lồ, lấy tay các bạn ơi. Trời ơi, nó đập mình quá đập rồi các bạn ơi. Trời ơi, tiêu rồi. Tại sao không có. Ê, có chú em cho đi nè, đặt một cái cho nó nổ cái coi. Nổ đi. Bùm, một con zombie đã đi bụi các bạn ơi. Hai con. Ấy xa, rất là nguy hiểm. Hai con. Bùm, yeah, mình đã chiến thắng các bạn ơi. Qua wow, rất là nguy hiểm luôn, một chút xíu nữa thôi là zombie nó sẽ đập banh cái cây nòng súng màu hồng của mình, nó biết cây gì đây. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Thì bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Rồi, ok, bye bye. Bye bye.